Do các câu chuyện được tôi tuyển dịch từ thấp lên cao, nên trước khi xem quyển sách này, xin quý vị hãy tìm đọc 5 cuốn sách Báo Ứng đã phát hành trước đây. Như vậy sẽ giúp quý vị dễ dàng hiểu thấu và tiếp thu nội dung hơn. Ở các sách trước, đa phần cảnh báo về lỗi sát. Riêng trong cuốn này thì chủ đề nhấn mạnh về lỗi dâm. Dù tôi là tu sĩ, nhưng tôi lại dịch những câu chuyện có nội dung vượt giới hạn, nên có thể những vị khó tính sẽ trách tôi. Nhưng tôi đặt lợi ích chứ độc giả số đông lên hàng đầu, vì nghĩ biết đâu sau khi đọc cuốn sách này rồi, sẽ có nhiều đóa sen vương khỏi bùn nhơ, tỏa hương thơm, và những người từng phạm lỗi sẽ thệ nguyện sống một cuộc đời băng tuyết trong sạch. Trong sách đa số là kinh nghiệm của người đời, nên tôi hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho người thế tục, nhất là lớp thiếu niên. Bởi vì do cha mẹ các em quá bận rộn mưu sinh nên không rảnh để dạy các em, mà các em đang độ tuổi ngây thơ mới lớn, vô tình gặp phải những văn hóa, truyện phim, tranh ảnh khiêu dâm đồi trụy dẫy đầy trên mạng, thì rất dễ bị nhuộm đen tâm trí và hành xử có hại cho mình. Các tác hại khủng khiếp do văn hóa đen gây ra thật khó mà lường được, vì chúng biến những người ông, người cha, người chú, người cậu, người anh trở thành kẻ cưỡng hiếp cháu, con, em mình. Thậm chí có cả nhóm thiếu niên đi hiếp tập thể một bé gái chỉ vì vừa mới xem xét trên điện thoại xong. Do vậy, bất đắc dĩ tôi phải dịch những câu chuyện quá mức, rất có thể bị cho là quá phạm. Thú thực, chính tôi cũng phải tu hết can đảm mới có thể hoàn thành cuốn sách này. Chỉ mong rằng các mẫu chuyện trong đây sẽ giúp các em lánh xa văn hóa đồi trụy, biết cách tự bảo vệ mình, biết quân bồi phẩm hành tốt và có được cuộc sống hạnh phúc, không nhấn chìm tuổi thanh xuân vào lầm lạc uổng phí. Hiện tại do mọi người đều bận rộn đi làm, không có thời gian dạy dỗ con em. Vì vậy, những cuốn sách nói về nhân quả rất cần được chứa trong tủ sách mỗi gia đình, để con trẻ có thể nhìn thấy, tìm đọc mà tỉnh thức và tự biết cách sống tốt, lưu tâm bảo vệ phúc báo của mình. Mong rằng những kinh nghiệm thực được đánh đổi bằng máu và nước mắt của người đời nay sẽ là tấm gương giúp các bạn trẻ biết cách tránh hiểm nguy và tự chọn phương án sống hữu ích, bảo vệ tốt cho bản thân. Có thể những câu chuyện tôi biên dịch đôi lúc sẽ khiến quý độc giả cảm thấy nhàm chán vì có vài tình tiết trùng lặp, hoặc giả bạn đã biết rồi. Nhưng tôi quan niệm thừa vẫn hơn là thiếu, vì tôi vẫn phải kể phòng xa cho người chưa biết. Mỗi câu chuyện trong đây là một bài học quý mà nếu chịu khó đọc, suy gẫm, thực hành, chứ gì sẽ rút ra câu trả lời đầy kinh nghiệm hay cho mình. Tôi nghĩ rằng cuốn sách này hữu ích cho mọi giới, bao gồm đạo lẫn đời. Chỉ những ai sinh ra vốn đã là thánh, phẩm hạnh đã thanh cao, vô nhiễm, thuần khiết rồi thì không cần đọc đến. Tôi đã cố gắng tìm đọc thật nhiều chuyện báo ứng nhân quả hiện đại bằng văn bạch thoại, nhưng mỗi khi quyết định dịch và in ra cho bạn đọc, tôi đã đắn đo, cân nhắc rất lâu. Lắm lúc dịch xong rồi, do quá phân vân nên tôi không dám tung ra, đành cất trữ trong kho mãi. Nhất là những chuyện có nội dung quyền bí hay quá phạm, vì sợ rằng độc giả có chấp nhận, có tin. Song đôi lúc tôi nghĩ, nếu chuyện chỉ để riêng mình đọc thì chỉ riêng mình được lợi, còn như đánh liều tung ra thì biết đâu sẽ có nhiều người được lợi. Do vậy mà có những chuyện tôi ngâm lưu ngót mấy năm rồi, sau đó mới tu hết can đảm tung ra. Không ngờ may mắn được độc giả nồng nhiệt phản hồi tâm sự, kể rằng đã được lợi và tỉnh thức rất nhiều, thậm chí còn thay đổi cả cuộc sống theo hướng tốt nhờ vào các chuyện đó. Vì thế, nếu thấy có chuyện nào bản thân mình không ưng ý, thì xin bạn đọc hãy nghĩ rằng có thể sẽ có người khác được lợi vì câu chuyện này, mà thông cảm cho việc mạo muội tải đăng của tôi. Dịch đã có,
tuyển lựa cũng vất vả. Song mỗi khi được người đọc gọi điện tới nói rằng nhờ các dịch phẩm này mà họ thức tỉnh, không còn muốn phạm sai lầm, đã biết dứt lỗi trước, nguyện ngừa lỗi sau, đời sống họ trở nên hạnh phúc, sáng lạng hơn, thì tôi cảm thấy đây là phần thưởng quý giá, không gì sánh bằng. Bao nhọc mệt nhờ vậy cũng vơi đi. Xin chân thành cảm ơn những độc giả đã hiểu thấu và thông cảm cho việc dịch thuật khó khăn của tôi. Lời chia sẻ của quý vị đã khiến tôi rơi nước mắt vì cảm động và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Một tác phẩm tôi dịch gần cả năm hoặc lâu hơn, từng đêm thâu miệt mài cân nhắc, tuyển chọn. Dịch xong rồi thì lo kiểm sửa, rà soát văn tự không biết bao nhiêu lần, sau đó động não thiết kế bìa, dốc tận sức. Chỉ mong tác phẩm mình in ra được hoàn chỉnh từ hình thức đến nội dung, cũng là thể hiện tấm lòng trân quý độc giả. Cho nên tôi thật bất ngờ khi có độc giả gọi điện tới bảo để tôi giới thiệu nhà in cho, sách in sao xấu tệ, hoặc sách gì mà đọc chưa bao lâu thì đã bị xúc bìa, rớt bung đủ thứ. Nhưng sau khi những gì này mang sách tới cho chúng tôi kiểm định thì mới phát hiện ra đây là hàng nhái, in ấn quá cẩu thả. Tôi thừa biết có một số nhà sách đã tự động photo, sao chụp hoặc in lậu các tác phẩm tôi. Nhan diện gần giống bản chính 7-8 phần 10 và công khai bày bán. Nhưng không ngờ là có nơi lại sản xuất sách quá tệ như thế. Thậm chí sách không được kết chỉ cẩn thận mà đóng dán qua loa. Cho nên nhiều độc giả không biết đã chọn nhầm loại sách kém chất lượng này và sau đó bực mình gọi điện tới mắng vốn chúng tôi. Thật ra sách tôi đặt in nơi công ty cổ phần in người lao động, được may và kết đóng rất kỹ, bìa màu sắc nét rõ ràng. Còn những sách in lậu hay photo thì có hình bìa mờ nhạt hoặc phá màu, mẫu mã nhìn rất kém. Vì vậy xin quý vị chọn lựa cẩn thận. Cho dù những cuốn sách của tôi có được bày bán trong tiệm hẳn hoi thì phải hội đủ các tiêu chuẩn như sau: bìa sách phải sắc nét đẹp, chữ in rõ, sách được kết đóng kỹ lưỡng chứ không dán sơ sài, nhất là có in địa chỉ và số điện thoại để liên lạc tác giả và người phát hành đúng như sau: 0938 422 977, số 350 ấp 2 Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai. Nếu bìa sách không ghi địa chỉ này hoặc có những mờ nhạt thì là loại sách không đạt chất lượng, không thể bảo lưu lâu dài. Nếu bạn không có tiền mà muốn đọc một cuốn sách đẹp, chất lượng tốt thì bạn vẫn có thể liên hệ số 0938 422 977 để xin về đọc. Bản thân tôi chỉ là dịch giả, không phải là người trung gian có thể giúp quý vị gặp Hòa Thượng Diệu Pháp hay Quả Khanh. Xin quý vị đừng tưởng lầm và hỏi mãi. Do tôi bế quan không tiếp khách nên quý vị có nhu cầu cần liên lạc, xin vui lòng gọi cho người đại diện tôi qua số phone 0938 422 977 và 0986184908. Cũng xin nói rõ, chuyện tuy có thực nhưng vì lý do bảo mật nên khi dịch thuật lại, đa phần tên thật của các nhân vật trong chuyện đều được thay đổi hay phải dùng quá danh, hoặc do người kể không muốn lưu tên. Mong độc giả thông cảm. Hy vọng tập sách này tiếp tục đem lợi ích đến cho quý vị. Xin hãy rộng lòng tha thứ cho những sai sót của tôi trong suốt quá trình phiên dịch. Hành Đoan, cuối năm 2016. Giọt nước mắt anh tài công. Việc này xảy ra vào khoảng hơn 20 năm trước, lúc đó nhằm thời văn hóa đại cách mạng. Tình thế đất nước đang lửa bỏng dầu sôi. Năm ấy tôi vừa nhận công tác lái xe cho công ty vận tải của huyện. Đương thời toàn huyện có hai đảng đối nghịch, đảng bó đuốc và đảng sống thần. Nhân viên trong công ty tôi đa số đều thuộc bên sống thần. Phần tôi đối với chính trị không ưa xen dự vào. Khi đó mới sang thu, do thành phố đã muốn thực thi ba công trình lớn nên đơn vị chúng tôi phải gấp rút làm việc. Công ty ra lệnh cho hơn 10 tài xế trẻ họp thành một tổ,
đi đến huyện lân cận, cách đó hơn 200 cây số, để chở vật liệu xây dựng. Chỉ có mình xe tôi là nhiệm vụ chở gỗ. Do vậy mà hàng ngày khi đội xe xuất phát, tôi và các bạn tài công chỉ song hành bên nhau khoảng nửa lộ trình, sau đó thì rẽ theo đường riêng, ai nấy tự lo việc chuyên chở của mình. Tôi lái xe thẳng tiến theo lộ trình đến xưởng gỗ, và khi về thành là kẻ chạy đơn độc trên lộ trình. Từ huyện đến xưởng gỗ có hai con đường. Một con đường tráng dừa chạy êm, ngon, nhưng dài và xa. Một con đường đất gồ ghề quanh co, nhưng mau đến đích. Nếu đi đường tắt, tôi có thể tiết kiệm xăng vì rút ngắn được một tiếng. Thường thì lúc đi, tôi luôn chọn đường tắt, nhưng bận về thì chọn đường nhựa, bởi vì lúc này xe chở nặng, chạy trên đường gập ghềnh sẽ không an toàn. Thêm một điểm đáng ngại nữa là đi đường quê phải ngang qua một nghĩa trang rộng lớn chứa hơn ngàn ngôi mộ. Buổi sáng xuất phát chạy trên đường này thì tôi không sợ, nhưng khi về trời đã tối mà phải đi qua nghĩa địa một mình thì tôi không có can đảm. Nhưng có hai lần tôi chạy về trên con đường quê này trong đêm, và hoàn toàn không thể ngờ được rằng hai lần đó đã bất ngờ cứu mạng tôi. Lần thứ nhất, sau khi chất hàng xong thì trời đã nhá nhem tối. Tất nhiên tôi phải lái theo con đường trắng nhựa. Nhưng vừa mới nổ máy thì bỗng thấy có con thỏ trắng to xuất hiện ở phía trước xe, làm tôi xin hiếu kỳ, quyết định đuổi theo nó. Khi đó với tài công đều biết loài thỏ ưa chạy đường tắt, đặc biệt là khi có ánh sáng chiếu soi, thì nó giống như bị ánh đèn xe thôi miên mê hoặc, cứ cắm đầu chạy mãi, chạy hoài cho đến khi kiệt lực mà chết. Vì vậy mới có câu đồn loài thỏ ngu. Tôi vô tình bị con thỏ này hút hồn, nên đã đuổi theo nó một quãng rất xa. Lúc này trời đã tối, con thỏ đã mệt lả. Nó chạy tới một quy mộ thì dừng lại và gục xuống tại đó. Khi ấy tôi mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã lái vào con đường quê và hiện thời đang ở trong nghĩa trang. Tôi không ngăn được toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn làm gan xuống xe, bởi vì bóng dáng căng trắng của con thỏ đang ở rất gần, đủ để lôi cuốn tôi tiến đến gần nó. Khi tôi bồng con thỏ lên thì phát hiện nó đã chết. Tôi cũng kịp nhìn thấy trên bia mộ có các hàng chữ Kiều Tú Chăn. Khi cái tên này vừa đập vào mắt tôi, lập tức tôi nghĩ ngay, nằm trong bộ này ắt là một vị phu nhân nào đó. Trong lòng tôi thầm nói xin thành kính phân ưu. Rồi tôi vội leo lên xe, quýnh quán lái đi, chạy một mạch như điên như khùng, chỉ mong mau về tới nơi. Để ra chính trong đêm tôi lái vào con đường tắt đó, thì ngoài con đường nhựa tôi hay về thường ngày đã xảy ra sự cố, cầu sập bất ngờ. Do vậy mà có hơn 20 chiếc xe vì không phát hiện kịp thời mà bị rơi xuống vực, lẫm thảm nạn, xe nát, người chết. Và thời điểm phát sinh ra tai họa này chính là lúc tôi thường về và hay đi qua cầu. Tối hôm đó, sau khi tôi về tới nhà, hai đứa sinh thành vừa gặp mặt tôi đã bật khóc to. Khi tôi hay được tin cầu sập, nhiều xe lẫn người đều gặp nạn, thì lòng rất kinh hoàng. Tôi không ngờ mình may mắn thoát hiểm chỉ vì đuổi theo con thỏ. Do vậy tôi không nỡ ăn thịt con thỏ đó. Cha tôi đem nó đi chôn, biểu lộ chút niềm cảm tạ ân đức cứu tử. Lần thứ hai là sau đó khoảng hơn nửa tháng, xe tôi đến trại gỗ thì gặp có đám tiệc. Trưởng xưởng dồn dã mời tôi nán lại dự tiệc. Lúc tôi cáo từ, ông còn lấy một giò rượu ngon tặng tôi và bảo hãy đem về cho thân phụ chú uống nha. Lúc tôi ngồi vào buồng lái, mới hay là do mình ăn tiệc nên đã bị trễ 2 tiếng rồi. Hơn nửa chất men đang dần phát tác, dù uống rất ít nhưng tôi giống như người say nặng, không hiểu tại sao hay do ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại dè vào con đường quê mà đi. Thực tế thì khi về
Tôi không bao giờ có ý muốn chạy trên con đường tắt gồ ghề này, nhất là vào ban đêm. Hình như lúc đó trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ phải mau về tới nơi. Nhưng chạy được một quãng thì xe đột nhiên tắt máy. Tôi mày mò chỉnh sửa đủ cách mà xe không nhúc nhích. Tôi mệt đến hoa mắt. Bởi lúc đó tôi vào nghề chưa bao lâu nên không có nhiều kinh nghiệm sửa chữa máy móc. Mà nơi xe dừng lại chính là khu nghĩa trang rộng lớn. Hơn nữa còn đúng ngay chỗ mà lần trước tôi đã nhặt xác con thỏ. Ba chữ Kiều Tú Văn cắt trên mộ bia nhìn rõ mồn một. Tôi nhìn chung quanh, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống nghĩa trang trông càng đáng sợ. Tim tôi đập nhanh vì cảm giác như có vô số đôi mắt đang nhìn trộm mình. Thế là tôi vội leo lên xe, cầm giò rượu lên nốc ừng ực cho đỡ run. Sau đó tôi gục xuống tay lái và ngủ như chết. Sáng hôm sau khi dần thái dương đã lên cao, tỏa những tia nắng óng ánh chiếu vào mặt tôi mới bừng tỉnh giấc. Nhìn xa xa thấy các nông dân đang gặt lúa, tinh thần tôi dần ổn định. Tôi khởi động xe thử, vẫn không tìm ra chỗ hư, đành đi bộ đến xưởng gỗ. Họ liền phái thợ máy đến sửa xe cho tôi. Nhưng anh thợ tài ba này cũng không tìm ra chỗ hỏng, thế là phải nhờ xe cứu hộ kéo xe về lại xưởng gỗ. Do phải trải qua thời gian dài chỉnh sửa biệt mài nên tôi bắt buộc phải ngủ tạm lại đó. Thêm một ngày nữa trôi qua. Đến ngày thứ ba, cuối cùng tôi cùng lái xe về đến nơi. Nhưng cảnh tràng tại đây càng khiến tôi kinh hoàng ngạc nhiên. Trong huyện, khắp các con đường trọng yếu đều có giải phóng quân trấn thủ. Từng đoàn xe cảnh sát mang biểu ngữ không ngừng hò hét chạy qua. Về tới công ty, tôi mới biết giữa hai đảng bó đuốc và sóng thần đã nổ ra quyết đấu. Kết quả hơn 200 người thương vong. Cơ quan tôi cũng có 18 nhân viên gặp nạn. Khi tôi về tới nhà, mẹ tôi bật khóc nói: "Trời có mắt mà, nếu như xe con không bị hư, biết đâu giờ này con cũng bị già lây và mất mạng rồi." Sau ngày hôm đó, công ty tôi đình chỉ. Ba công trình lớn trong huyện cũng không thể tiến hành. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến hôm nay, tôi từ chàng trai trẻ ngây thơ đã biến thành một ông tuổi hơn 40, đã có vợ con yên ấm. Qua mùa xuân 2003, cha tôi lâm bệnh nặng. Trong giờ phút ông hấp hối, mẫu thân bỗng thố lộ một sự thật khiến tôi chấn động bàng hoàng. "Con trai à, ta không phải là mẹ đẻ của con." Té ra bà không phải là chính thất của cha tôi. Hơn 40 năm về trước, cha và mẹ ruột tôi sống ở huyện lân cận. Khi sinh tôi ra được mấy ngày thì mẹ tôi bị bệnh hậu sản và lìa đời. Một năm sau, ba tôi tục nguyện với một quả phụ, giờ là mẹ hiện tại của tôi. Sau đó, do công tác thuyên chuyển, cha mẹ tôi về đến trú ngụ tại thị trấn này. Sở dĩ mẹ tôi phải kể ra bí mật này là vì theo phong tục của quê tôi, khi cha tôi mất đi, chỉ được phép tán chung chỗ với người vợ cả, tức là mẹ ruột sinh ra tôi. Một tuần sau, cha tôi khép mắt vĩnh viễn. Dưới sự hướng dẫn của chú tôi, đoàn chúng tôi tiễn đưa linh quan cha về tận nghĩa trang quê nhà. Khi đến nơi, chú tôi chỉ vào một ngôi mộ và bảo: "Đây chính là mộ phần của mẹ ruột con." Tôi vừa nhìn vào ba chữ Kiều Tú Văn khắc trên mộ thì ngây người ra và quỳ ngay xuống, rồi bật khóc to, khóc như mưa gió. Từ đó tôi phát thệ ăn chay, giữ ngũ giới, hành thiện phóng sinh, siêng năng tu trì pháp Phật, luôn gắng tạo thật nhiều phúc điện để hồi hướng đến cho ba mẹ. Tôi là một phụ nữ họ Tăng, tốt nghiệp đại học khoa Trung văn, hiện đã kết hôn được 3 năm rưỡi và có một con trai. Nhưng tâm tư tôi lúc nào cũng khao khát được xuất gia. Do vậy mà mỗi khi tôi đi chùa thường bị chồng bất bình, dẫn đến gây cãi với nhau luôn. Vì chồng tôi cương quyết nói:
ở nhà tôi cũng được, không cần phải xuất gia. Tôi không đồng ý, nên thường tranh cãi với anh. Chồng tôi không chịu nổi bực phiền, có lúc nổi nóng đến phải đập ném đồ đạc hoặc bỏ ra ngoài nhậu nhẹt để giải khuây. Do vậy mà gia đạo chúng tôi thường bất hòa, rối rắm. Cuối tháng 2 năm ngoái, phát sinh một chuyện rất đau lòng là hôm đó chồng tôi đi vắng. Do anh phải túc trực thâu đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho phụ thân bị trúng gió, chỉ còn tôi và đứa con trai nhỏ ở nhà. Nào ngờ nửa đêm hôm đó, bỗng có một tên mặc y phục đen, bịt mặt, tay cầm mã tấu, đột nhập. Hắn xông thẳng vào phòng tôi, đánh tôi bị thương nơi đầu, dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi. Trước khi bỏ đi, hắn còn cướp đoạt tiền bạc tư trang của tôi. Khi ông xã về, tôi kể lại toàn bộ tai nạn cho anh nghe. Anh bừng bừng phẫn nộ, chấn động cực kỳ, rồi băng bó vết thương cho tôi, rồi đưa tôi đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, vì sợ tôi bị mang thai. Lần này tôi bị tai nạn thống khổ bất ngờ, trong lòng không ngừng cầu Bồ Tát gia hộ che chở, xin đừng có phong ba bão táp nổi lên trong gia đình tôi nữa. Sau tai nạn được nửa năm, tôi vẫn luôn nằm thế ác mộng, không những mơ thấy tên côn đồ đến xâm hại tôi, mà thậm chí mỗi khi ông xã muốn thân mật gần gũi thì tôi vẫn bị chuyện tên côn đồ làm nhục ám ảnh, nên luôn phản ứng kinh hoàng. Thậm chí tôi còn cho ông xã là tên côn đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Vì vậy tôi có thái độ rất chán ghét hành vi thân mật của chồng, thậm chí đối với phái nam cũng nảy sinh đầy ác cảm. Không lâu sau đó, chúng tôi dời về quê. Những ám ảnh về tai nạn đau thương trong quá khứ cũng dần phai nhạt. Hằng ngày tôi bắt đầu chí thành tụng kinh lễ Phật, trải qua một thời gian dài. Có lẽ tâm thành của tôi đã cảm động đến chư Phật Bồ Tát, nên cuối cùng vào năm ngoái, tôi được gặp vị sư phụ trí tuệ của mình. Ngài rất thông cảm về tai nạn của tôi trong quá khứ và hết lòng hóa độ tôi. Sư phụ đưa tôi lên chánh điện thắp hương và mời thỉnh quan gia trái chủ ra mặt để ngài chủ trì giúp tháo gỡ quan kết. Lúc đó tôi cực kỳ thành tâm, tha thiết sám hối nguyện cầu. Không ngờ chưa cảm được sự linh ứng hiển hiện. Chẳng mấy chốc thì quan gia thứ nhất xuất hiện. Có một đứa bé gá vào thân một tín đồ trong chùa, bày tỏ là cháu muốn tìm tôi, nhưng thái độ tỏ ra hết sức oán hận. Cháu nói mình là bé gái bị tôi phá bỏ, khiến tôi sợ thức kinh hồn vía. Sau đó tôi ngẫm nghĩ kiểm điểm, đột nhiên nhớ ra hồi đó chúng tôi vừa mới kết hôn xong, hai vợ chồng cùng bàn tính sợ nếu có thai sớm sẽ không đủ kinh phí chăm lo nuôi dưỡng con, nên chồng tôi chọn phương án cho tôi uống thuốc ngừa thai mua ở tiệm thuốc tây. Nào ngờ uống thuốc xong thì thành ra phá thai. Cũng không hề biết vì vô tình mà chúng tôi đã làm chết một sinh mạng bé bỏng bất hạnh. Sau đó bé gái này còn biểu thị vì muốn báo thù ác tâm của tôi, nó thường quấy phá, chọc cho con trai tôi khóc la ầm ĩ, hơn nữa còn làm cho cháu khóc rất nhiều. Hèn gì mà thằng bé vô duyên vô cớ cứ khóc thét hoài và khóc rất hung, có lúc còn tỏ ra bướng lì khó dại, chỉ ưa chơi một mình và hay cãi lời. Hễ bảo nó đừng chơi đồ nguy hiểm thì nó luôn làm ngược lại. Thỉnh thoảng bé còn tự ý chạy ra giữa đường, mặc cho cha mẹ đuổi theo sau kêu réo, cháu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Có lúc còn hung tợn đánh lại mẹ. Do vậy mà nhiều lúc không nhẫn nổi, tôi phải đánh đòn thằng bé. Nhưng kể từ khi có duyên lành tiếp cận sư phụ và nghe niệm Phật thì thằng bé hiền đi rất nhiều, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ dãi. Đây là hiện tượng rất lạ. Quan gia thứ hai là một cô gái. Cô nói rằng kiếp trước tôi là nam nhân, và kiếp đó cô vốn có ý định không kết hôn và khao khát muốn đi tu. Nhưng do tôi nuôi ác ý muốn chiếm đoạt để có được cô, nên đã thừa dịp cưỡng hiếp, khiến cô mang thai
và sinh ra một đứa con, làm cô ôm phiền muộn u uất mà chết. Vì tâm nguyện xuất gia đã bị tôi phá tan, nên cô ôm mối thâm thù đại hận cực lớn, luôn muốn báo oán tôi. Do vậy mà thần thức thường quanh quẩn bên tôi, luôn tạo ra đủ chướng ngại quấy phá, ngăn cản tôi tu hành, khiến tôi tâm tuy hướng Phật nhưng không bao giờ có cơ may được tiếp cận sư phụ hay nghe kinh thính pháp gì. Còn nữa, cô đã khiến cho hôn nhân của tôi rơi vào khổ não, bế tắc, vô phương tự cứu. Sau đó, cô trả thù thêm nữa là điều khiển dẫn dụ tên côn đồ đột nhập vào nhà, cưỡng hiếp và cướp đoạt tiền tài trang sức của tôi, cho tôi nếm lại cảm giác bị cưỡng hiếp mà kiếp xưa cô phải chịu, khiến tôi thân tâm đều bị dày vò, thống khổ trầm trọng, khổ đến không muốn sống. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đời này sở dĩ tôi bị người cưỡng hiếp, bị chém, bị thương là có liên quan đến tội mình đã tạo trong quá khứ. Tôi ý thức được từng quả báo giáng xuống thân mình. Đúng là tôi đã gieo gió nên phải gặt bão. Hễ đã tạo tội là phải lãnh báo ứng, không có gì oan uổng cả. Suốt thời gian ác báo ập đến, tâm tôi rất bất ổn. Tôi không ngừng than oán, thầm trách tại sao chư Phật, Bồ Tát không che chở tôi. Vì sao cảnh sát quá dở không vội phá án để tóm bằng được tên hung thủ đã hại tôi và trừng trị thật nghiêm theo quốc pháp cho xứng với tội của hắn. Nhưng bây giờ, sau khi đã hiểu rõ nhân quả rồi, tôi liền phát nguyện trước Phật, từ nay về sau con nguyện nỗ lực tu, hoàn toàn dứt ác hành thiện, xin nghiêm trì giới luật, hành đúng theo lời Phật dạy, và nguyện sẽ giúp người hiểu nhân quả, liễu giải Phật pháp. Đối với chồng và con, xin hết dạ chăm sóc yêu thương, không bao giờ dùng tâm sân để cư xử. Khi tôi phát nguyện xong, chưa được bao lâu thì đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu, hay đến ngoài sức tưởng tượng. Bầu không khí trong gia đình đã thay đổi, biến thành ấm áp, thuận hòa. Chồng tôi hồi xưa có tính hay ghen tuông, tôi làm gì cũng bị anh nghi ngờ không tin. Chỉ cần tôi trò chuyện với ông nào đó vài câu là đã bị anh dòm ngó rất khó chịu, mất tự do. Thậm chí ở trước mặt anh, tôi cũng không dám nhắc đến tên của nam nhân nào khác, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ tra gạn mãi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Bất kể tôi đi với ai, làm gì, nói gì, anh hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu tôi có bàn luận đạo pháp cùng ai thì không những anh rất hoan hỷ mà còn ở cạnh bên chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ rất thú vị. Anh cũng không hạn chế tôi hành thiện, ngược lại còn cổ vũ khuyến khích. Anh không hề ngăn tôi đi gặp sư phụ, nhờ vậy mà tôi được tự do học pháp nghe kinh. 3-4 năm trước, tôi và anh thường gây cãi ầm náo không ngừng. Bầu không khí trong nhà rất u ám, đến gà chó cũng chẳng yên. Nhưng từ khi tôi quyết tâm tu sửa bản thân, thệ dứt ác, tu thiện, bỏ xấu, quân tốt, thì chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, gia đình tôi đã hòa thuận, tận hưởng hạnh phúc tràn trề. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Hiện giờ cả gia đình tôi đều ăn chay trường, còn tôi rất ngoan và dễ dãi, khác hẳn thuở xưa. Mặc dù cho ăn chay, nhưng sức khỏe thể trạng đều phát triển cực tốt, mọi người ai cũng khen. Còn tôi thiên đình no đầy, rất có hảo tướng và tư cách đại trượng phu. Tu theo Phật pháp, nghiêm trì giới luật, dứt ác hành thiện thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Gia đình tôi là một chứng minh hùng hồn. Bà có muốn ứng dụng thử không? Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành. Nếu muốn không khổ thì bạn đừng gieo nhân ác. Vì sao chúng tôi có được chuyển biến kỳ diệu giống như trong phim thế? Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu không ngoài 3 điểm. 1. Tôi đối với người mình làm hại trong quá khứ chân thành sám hối, quyết tâm từ nay về sau sửa lỗi, đổi mới, không tạo ác, không phạm lỗi nữa. 2. Bình thường tôi rất ưa làm từ thiện, còn tham dự nhiều hoạt động bố thí, phóng sinh. 3. Nhờ sư phụ hướng dẫn tôi tham dự nhiều pháp hội siêu độ, đem toàn bộ công đức bái sám này hồi hướng cho quan gia trái chủ. Nhờ vậy mà được họ tha thứ,
khiến tôi được giải thoát. Từ nay về sau, tôi luôn khắc ghi những lời dạy trân quý này vào lòng, luôn áp dụng để tạo hạnh phúc cho mình. Xin thuật thêm câu chuyện sư phụ đã kể cho tôi nghe. Có một vị giáo thọ 30 năm nay bị đau lưng, dù dùng thuốc chi cũng không lành. Ông từng qua Mỹ chẩn khám xong cũng không chữa được, nên cảm thấy rất đau khổ. Bệnh khiến ông cử động bất tiện nên càng rầu lo. Gần đây nhờ tin Phật chí thành nên ông đã thu được nhiều điều thù thắng. Với sự hỗ trợ dẫn dắt của sư phụ, các bệnh năng y của ông hiện nay đã lành. Té ra vị giáo thọ này kiếp trước là đại cao quan của triều Thanh. Do đối với phạm nhân, ông hay dùng cực hình tàn khốc hung bạo, nhất là rất ưa dùng roi, trượng quất vào lưng phạm nhân. Người bị ông đánh chết rất nhiều, không thể kể xiết. Ngoài ra ông thường dùng hình phạt kẹp tai, lăng nhục và còn đánh gãy chân phạm nhân. Do vậy mà lúc quan thân trái chủ xuất hiện thì hai tay ông không ngừng phát run, chân cũng biến thành tàn phế, vô phương đi lại, miệng luôn rên la gào thét, không ngừng trách trời già bất công. Người tàn bạo như thế vì sao đời này vẫn được làm giáo thọ? Sư phụ tôi bao khen giải thích: công danh số mệnh tốt xấu của mỗi người tùy thuộc vào nhân duyên quả báo. Chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện của một đời mà kết luận, vì những nhân gieo ẩn khuất trong nhiều kiếp khác cũng có ảnh hưởng liên quan. Bởi vậy không nên oán trời trách người, đừng sinh tâm tật đố. Nhưng vì để cứu chuộc lỗi lầm trong quá khứ, rất cần bày tỏ tâm thành sám hối. Thế nên vị giáo thọ này ngay hiện trường đã quỳ xuống, hướng về quan thân trái chủ thiết tha sám hối, biểu thị lòng ăn năn tột cùng. Hơn nữa còn đáp ứng cho họ mấy điều như sau: một là bày gì siêu độ cho họ; hai, bỏ tiền ra xây dựng chùa, làm nhiều việc từ thiện; ba, đem hành vi bất nhân trong kiếp quá khứ công bố cho thế nhân được biết, khiến mọi người cảnh giác, không ai dám phạm lỗi này. Trải qua những giao lưu đàm phán này rồi thì không bao lâu bệnh tình vị giáo thọ kia ngày một chuyển tốt, dần dần hồi phục và lành hẳn. Thật là kỳ diệu. Tăng nữ sĩ, tăng nữ sĩ, tăng nữ sĩ, tăng nữ sĩ, tăng nữ. Bài dịch này xin giải đáp cho các thắc mắc có nên làm kẻ thứ ba hay không. Tâm sự kẻ thứ ba. Chẳng biết tôi bắt đầu tự thỏa dục từ hồi nào, chỉ khi bắt đầu học Phật hiểu Pháp rồi tôi mới thức tỉnh, mới biết thỉnh cầu chư Phật, Bồ Tát gia trì và có đủ sức mạnh từ bỏ lỗi lầm triệt để. Hiện giờ dù tôi đã quay đầu sửa đổi, biết sống thiện lương, nguyện dứt ác hành thiện đúng như lời Phật dạy, nhưng tôi vẫn phải kể ra quá khứ xấu xa của mình thay cho lời sám hối. Mong mọi người lấy đây cảnh giác, tự bảo vệ tốt cho bản thân. Hồi xưa, thân thể tôi vốn yếu đuối nên dễ bị cảm. Tuy không mắc bệnh chi nặng nề, nhưng tự thỏa dục chính là nguyên nhân khiến sức khỏe tôi càng thêm suy. Hồi còn là sinh viên, lúc nghỉ hè, về nhà, rảnh rang không việc gì làm, tôi thường tự thỏa dục. Không bao lâu cảm thấy thân thể suy yếu, hay tức ngực khó thở, tim như bị đá đè, tôi giống hệt người sắp chết, nằm liệt trên giường không động đậy. Do bệnh không chuyển tốt nên người nhà nóng ruột khiêng tôi đi bệnh viện, nhưng y viện khám không ra, đành phải về nhà. Trải qua thời gian lâu tôi mới dần hồi phục. Lúc đó tôi không hề biết đây là quả báo của tà dâm. Nhưng bây giờ tôi hồi tưởng lại, chính bởi do tôi thường tự thỏa dục nên đã chiêu mời nhiều loại quỷ hấp tinh tìm tới xâm hại, khiến sức khỏe của tôi bị thương tổn suy kiệt. Sau này khi nghiên cứu kinh sách Phật, thực hành thâm nhập rồi, tôi mới ngộ ra. Hồi đại học tôi hay bị đau lưng, dù có xoa bóp trị liệu thì cũng chỉ bớt tạm thời, rồi mấy ngày sau lại đau tiếp. Đi chụp X-quang cũng chẳng tra ra bệnh. Thống khổ này một bề hành tôi. Sau khi xem sách Báo ứng hiện đời rồi, tôi mới phát hiện rằng các chứng bệnh của mình là do ác báo tà dâm chiêu cảm nên. Sau khi ra trường đi làm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng tự thỏa dục. Xong thì thấy rất mệt, tinh thần suy, lưng nhức chân mỏi,
sắc mặt vàng chạch, toàn thân như không còn sức sống và luôn thiếu tự tin, đôi mắt bạc nhược vô thần. Vì tự thỏa dục quan hệ đến biểu hiện sức khỏe bên ngoài, càng khiến tôi thiếu tự tin. Thời đại học tôi không có bạn trai, do nhân tài dâm xấu tích lũy theo năm dài tháng ròng đã thành là một trong các nguyên nhân khiến con đường tình cảm của tôi luôn gặp chướng. Hồi nhỏ, gặp những kẻ chen vào làm người thứ ba, những kẻ ưa trao tim cho người đã có gia đình, tôi rất khinh thường xem trẻ, ghét cay ghét đắng. Tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi đi làm người thứ ba, chen vào phá hoại hôn nhân của người khác. Ngờ đâu, cũng có một ngày tôi rơi vào nẻo tệ này và nếm khổ không thể nói, hơn nữa còn chìm xuống tận đáy vực, khó thể thoát ra. Mà đã gieo nhân tà dâm thì số phận luôn không may mắn, hệt như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi cứ nhè những ông có vợ mà bập vào. Hình như chính tố chất tà dâm trong tôi đã xua tôi gặp toàn nẻo đoạn trường. Bởi những chỗ bằng phẳng tôi không bước mà cứ sấn vào nẻo gai châu, để rồi bị châm chích tả tơi, thương tích thống khổ đầy mình. Việc tôi chuyên yêu người đã kết hôn, đây có thể là quả báo của hành vi cười chê, khinh rẻ người hồi nhỏ, và cũng do ác nhân tà dâm của tôi chiêu cảm nên, khiến tôi luôn rơi vào tình duyên bất chính. Trước khi theo gia đình xuất ngoại, tôi quen một ông tên Tuấn, là thầy khí công. Bên khí công gọi ông là đại sư. Lúc đó tôi không hiểu nhiều về Phật Pháp, do tình cờ đọc một số sách thấy khí công và Phật giáo cũng có vài nét na ná nhau, nên tôi ngộ nhận, cho rằng các thầy khí công cũng là hạng tài ba giống như các nhân vật kiệt xuất trong Phật giáo. Thêm phần Tuấn rất khéo che giấu khuyết điểm và luôn bao bọc mình bằng lớp vỏ quyền thuật. Ông cũng hiển lộ vài tà thuật, giống như là thần thông hay yêu thông quỷ thông chi đó, khiến tôi càng ngưỡng mộ sùng bái ông. Do tôi đối với Phật giáo không hiểu gì, mà vào buổi tà sư thuyết pháp như sông Hằng này, thì những kẻ ngu ngơ như tôi rất dễ bị quyến dụ lầm lạc. Do vậy mà tôi xem Tuấn như một nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời. Đối với ông, tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút hoài nghi. Còn cho rằng mình đã tìm ra được bậc thầy thông thái để quy y. Đến khi tôi xuất ngoại, dù đang còn đi học, tôi vẫn thường liên lạc với Tuấn qua email. Trong thời gian này, Tuấn bắt đầu than rằng hôn nhân của ông không hạnh phúc, có nhiều khổ tâm khó nói, hiện đang rất muốn ly hôn. Tôi nghe Tuấn than kể, mỗi lòng xót thương an ủi, còn khuyên Tuấn hãy cố gắng bảo vệ hôn nhân của mình, đừng để tan dở. Thư từ qua lại lâu dần, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tuấn, rồi dần dà bị tà niệm dẫn dắt, si khờ rơi vào bẫy rập của Tuấn mà không hay. Tuấn rất muốn xuất ngoại, nhưng không có cách, nên nảy ý muốn kết hôn với tôi, mong có thể nhờ đây mà xuất quốc. Khi đó tôi thật thà, hoàn toàn tin vào những lời đường mật của Tuấn mà không hề đề phòng. Có thể nói rằng trên thế giới này tôi không tin ai bằng Tuấn. Nếu như tình cờ tôi có khởi ý niệm Tuấn đang muốn lợi dụng mình, thì tôi dập tắt ngay, vì tôi luôn cho rằng Tuấn không giống bao kẻ tầm thường khác. Chàng rất tội nghiệp và đang có nỗi khổ tâm riêng. Thế là dần dần tôi thành người thứ ba. Khi đã chen vào phá hôn nhân người, tôi còn mê muội cho rằng những gì mình nghĩ, mình làm là hoàn toàn hợp lý, đáng được thông cảm, không hề mang nét phàm trần giống như bao kẻ khác. Thực tế thì dù tôi có viện dẫn đủ lý do để giữ lý đúng điều phải cho mình, thì tất cả chỉ là hành vi tự ngụy tạo vỏ bọc, hòng che giấu tâm tà dâm ích kỷ ẩn tiềm bên trong mà thôi. Bởi trong tình yêu, kẻ thứ ba không có bất kỳ lý do nào đúng đắn, đáng được thông cảm hay tha thứ cả. Vì vừa bước vào con đường phá gia can người thì đã sai thậm tệ rồi. Nhưng lúc đó tôi đâu có đủ trí khôn sáng suốt để tỉnh giác như khi viết những dòng này. Thuở đó tôi hoàn toàn biến thành kẻ lụy tình, si mê với Tuấn. Dù ở rất xa nhau, tôi vẫn ngây thơ trao hết con tim cho chàng, tin rằng sau này Tuấn sẽ là chồng tôi. Do tâm trụ hết vào tình yêu cuồng dại nên tôi đâu có tinh thần mà học tập. Vào lớp tôi không nỗ lực cố gắng, mà hàng ngày toàn giọng ngóng đến giây phút Tuấn lên nét liên lạc với mình. Trong chàng gọi điện tới, quên bén rằng Tuấn là người đã có gia đình, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của vợ chàng. Thậm chí tôi còn xúi Tuấn nên tránh xa tầm mắt của vợ,
để trò chuyện thật nhiều với tôi. Tôi cho rằng mình hiện rất được Tuấn sủng ái và tha hồ dệt mộng về tổ ấm hạnh phúc cùng Tuấn trong tương lai. Do Tuấn đã tìm được đường xuất ngoại khác, nên không bao lâu chàng đối với tôi nhạt nhẽo, không còn quan tâm như xưa, khiến tôi rất suy sụp. Mỗi ngày về nhà tôi đều khóc, lúc nào cũng sầu muộn, không hiểu tại sao Tuấn thay đổi lại như thế. Cuối cùng tôi quyết định về nước tìm gặp Tuấn. Khi tôi lên đường, trời nổi sấm sẹt chớp giăng, mưa trút ào ào. Tới phi trường, có rất nhiều phi cơ đã hủy chuyến bay hoặc quản lại. Nhưng những người ở sân bay không ai có hình dạng thảm hại giống như tôi, bởi vì tôi đang là kẻ có tà tâm. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi cảm giác như lúc đó ngay cả cảnh vật cũng cảnh báo tôi không nên làm việc có lỗi. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn chẳng có chút tỉnh giác nào, lòng nhất quyết phải về nước gặp mặt Tuấn cho bằng được. Gặp nhau rồi, Tuấn hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ để cùng qua sống với tôi. Tôi lại ngây thơ tin vào những lời bịp lừa của chàng và trao hết con tim lẫn thân xác cho Tình Lan. Bởi tôi quá si dại, dù phát hiện Tuấn đối với mình không tốt, nhưng do đã bị niệm mê tình làm cho mù quáng, thêm phần bị ảnh hưởng tà thuật của Tuấn, tôi mất hẳn sự phán đoán khách quan. Về lại trường rồi, hàng ngày tôi vẫn dệt lắm mộng mơ, luôn vọng ngóng mong Tuấn sớm ly dị để kết hôn với mình. Tôi thường hối thúc Tuấn và sao nhãng việc học. Trong giai đoạn này, do tôi tà dâm, tà tư, tà niệm quá nhiều nên thường gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi vào một vực sâu không đáy, có lúc còn mộng thấy mình ăn phân, ăn mọi tạp chất đại tiện dơ uế, có lúc thấy mình đứng trước một sơn động sâu hun hút, không ánh sáng, cùng rất nhiều người đang xếp hàng đồng đi vào đó. Có lúc thấy mình và đoàn người đi đến một sơn động, ngay khi đó thì tên độc không rõ từ đâu bỗng bắn ra như mưa. Những ác mộng này ngày ngày xuất hiện tiếp nối chất chồng, có vẻ như để cảnh tỉnh tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết. Sau này, đến khi tôi quy y Tam Bảo, học Phật rồi, lúc xem kinh Địa Tạng, tôi mới hoảng hốt khi phát hiện ra các điềm mộng mình từng mơ thấy chính là những cảnh giới địa ngục mà trong kinh đã mô tả. Ăn chất đại tiện, chẳng phải là địa ngục phẫn giải hay sao? Còn hát sơn động, trong kinh tả, phía đông có một tòa núi Thiết Di, quanh năm không ánh sáng, chính là tôi đã đến chỗ này. Nhưng thuở chưa biết Phật Pháp đó, tôi còn quá si khờ nên không tỉnh giác, cứ tiếp tục sống vô đạo, thất đức. Một ngày nọ, tôi mộng thấy mình đang leo từng nấc thang, tiến lên tới đỉnh cao rồi, trong lòng đang cực kỳ hưng phấn, thì bỗng bị một con chim to bất thần chụp bắt và ném tôi té xuống đất. Tỉnh dậy, tôi thấy rất bất an, bắt đầu lo âu về tiền đồ của mình. Kết quả, không bao lâu, chị giáo sư chủ nhiệm bảo tôi không đủ tư cách để lấy bằng tiến sĩ, chỉ có thể học thạc sĩ thôi. Tôi vô phương biện bác, đành chấp nhận quyết định này. Tiến sĩ rõ ràng bị thủ tiêu, nhưng ngay cả việc tốt nghiệp thạc sĩ cũng quá khó. Trong thời gian này, tôi vẫn không biết thức tỉnh, tiếp tục liên lạc Tuấn. Không may bị vợ ông phát hiện, bà làm ầm náo long trời lỡ đất, bà không ngừng gọi điện, gửi thư và quậy tưng bừng, tới nỗi tôi hết còn có thể học an sống ổn. Tuấn cũng bật liên lạc cùng tôi. Lúc đó tôi thống khổ vạn phần vì những lời có cánh xiết bao mật ngọt của Tuấn cuối cùng cũng đã quá thành phũ phàng. Gia đình tôi cũng trách mắng tôi thậm tệ, khiến tôi càng thương tâm thống khổ. Dù được gia đình giáo huấn nhiều, tôi cũng không tỉnh giác, ngược lại còn luôn oán trời trách người, chẳng hiểu vì sao mình mất bằng tiến sĩ, mất luôn người yêu, biến thành kẻ trắng tay không có gì. Hằng ngày tôi khóc lóc không ngừng, tâm thần ngơ ngẩn, luôn ngóng mong Tuấn liên lạc tôi. Mới nửa năm thôi mà tôi đã già đi rất nhiều, từ một thanh nữ yêu đời hưng phấn, tôi biến thành kẻ ai oán, chán chường, rầu rĩ. Cũng do tôi từng quan hệ cùng Tuấn nên bị mắc bệnh phụ khoa, hạ thể đau ngứa khôn cùng, nhưng khi đi khám lại không tìm ra bệnh. Căn bệnh này hành hạ tôi một thời gian dài, lúc ngưng, lúc phát, có uống nhiều thuốc cũng không hiệu nghiệm. Bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi. Những khổ đau này khó thể thổ lộ với bất kỳ ai, dù là thân quyến hay bè bạn, nên tôi đành cắn răng chịu.
Bây giờ học Phật rồi, tôi mới hiểu đó là báo ứng của tà dâm. Ác báo này không hề sai lệch, nhưng báo ứng vẫn chưa kết thúc. Tốt nghiệp xong, suốt thời gian dài tôi không quen được anh chàng độc thân nào, mà toàn là gặp và quan hệ với những ông đã có gia đình. Bởi do nghiệp tà dâm chiêu cảm, tôi gặp anh A đã có vợ và phát sinh quan hệ. Và cũng trong một ngày, chúng tôi đồng mơ thấy ác mộng. A kể anh mộng thấy đến một nơi bị người cắt thân thể mình ra thành mấy khúc. Tôi nghe vậy rất sợ, bởi vì tôi mộng thấy bị một con hổ cắn xé. Tôi hỏi vợ A tuổi gì, anh đáp tuổi cọp. Tôi lại càng thêm sợ. Cũng có khả năng ác mộng này đang cảnh tỉnh chúng tôi không nên tiếp tục phạm tà dâm. Nếu không, tương lai sẽ lãnh thảm báo ở địa ngục. Nếu chẳng có luật nhân quả, thì tại sao chúng tôi lại đồng thời mộng thấy ác cảnh nơi địa ngục? Trong suốt thời gian yêu đương bất chính, tôi và A công tác luôn gặp bất lợi. Còn xảy ra chuyện lạ là không biết vì sao cấp trên của anh A 2 tháng trước đã tự kết thúc hợp đồng lao động với anh, khiến anh phải lao đao lo tìm việc mới. Công việc của tôi cũng vậy, luôn bị dồn ép, ngăn trở, bị kéo dài dây dưa hoặc khó thành. Cũng do vì tôi muốn kết hôn với A nên thường xảy ra cự cãi. Có lần tôi còn định dùng việc tự sát để uy hiếp, buộc anh phải sống với tôi, nhưng chẳng ích gì, cuối cùng hai đứa vẫn chia tay. Từ đó cuộc sống của tôi thường là nước mắt chan cơm, khổ không kể xiết. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra, đa số người thứ ba luôn nằm ở vị trí thấp hèn. Vậy mà hồi đầu tôi luôn ảo tưởng, cho rằng mình có hấp lực quyến rũ đến nỗi bọn đàn ông phải bỏ vợ để đuổi theo mình. Nhưng sự thật thì trong mắt mấy ông có vợ kia, bạn hay tôi, những kẻ đang ở vị trí thứ ba chỉ là những món ăn tạm vào lúc các ông muốn thay đổi khẩu vị mà thôi. Thông thường họ không thể vì bạn mà hy sinh gia đình, mà nếu họ có bỏ gia đình để cưới bạn chăng nữa thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ như ý, viên mãn giống như bạn tưởng tượng đâu. Vì hạnh phúc khó thể hiện hữu khi chúng được xây trên nền tảng của ngoại tình, tà dâm bất chính, trên đau khổ của người khác. Bạn nghĩ xem, những kẻ có phẩm hạnh tà dâm xấu ác, tính toan cướp chồng, xe duyên cùng người có tâm bội bạc, muốn truồng rẫy vợ con, thì cả hai đồng có được diễm phúc toại hưởng quả lành ư? Theo đúng luật nhân quả thì hễ đã gieo hạt đắng thì không bao giờ nếm được trái ngọt. Hạnh phúc nếu có thì cũng sẽ tan mau như bọt nước, bởi vì thiên lý không bao giờ ủng hộ những cuộc tình bất chính. Vậy nên may mắn thường không bao giờ đến với kẻ tà dâm. Chỉ những người chung thủy đức hạnh mới có đủ phúc phận nếm trải hạnh phúc. Bây giờ tôi nghĩ, may mà anh A không ly hôn, nếu không thì tội của tôi càng lớn, và phiền não nghiệp chướng tôi phải gánh chịu sẽ là vô tận vô biên. Hồi mới quen nhau, vì tôi mà anh A hay về nhà muộn, khiến vợ anh buồn phiền, nên giữa họ thường phát sinh gây cãi bất hòa. Bây giờ tôi chỉ biết âm thầm sám hối tội nghiệp của mình thôi. Bởi tôi sống mà gieo toàn hạt giống bất tịnh, vô hình làm ô nhiễm chánh khí trong trời đất, góp phần làm dẫn đục thanh khí, khiến thế giới càng thêm mất an tịnh. Sau khi học Phật rồi, tôi luôn tự trách mình và âm thầm sám hối. Hồi đó, sau khi chia tay anh A xong, thì tôi gặp anh B đang độc thân, nên cho rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi số kiếp kẻ thứ ba. Nhưng khi B quyết định về nước, tôi vô phương gian cầu anh ở lại với mình. Trong thời gian sống chung với tôi, anh còn phản bội qua lại với cô gái khác và cư xử với tôi rất ngang ngược, hống hách. B luôn thấy tôi chướng mắt. Xong, tôi lại một bề nhẫn chịu, nhưng cuối cùng thì B cũng bỏ về nước. Trước khi về, còn nói toạc ra là anh đã có vị hôn thê ở quê nhà đang chờ mình về làm đám cưới. Tôi cảm thấy quá bi ai, những tưởng lần yêu này là danh chánh ngôn thuận, nào biết rằng mình vẫn là kẻ thứ ba. Tôi đau buồn rất lâu, sau đó lại quen anh C, cũng độc thân. Sau bao lần trò chuyện, tôi mời anh về nhà, bị ảnh hưởng của rượu, chúng tôi cùng làm việc xấu. Thật đúng như câu cổ ngữ, bùng mau thì tắt dội. Tình cảm giữa chúng tôi nhanh chóng nguội lạnh, cuối cùng thì chia tay. Tôi ý thức được đây có lẽ là do lòng tôi chứa đầy tà tư, tà niệm, tà dâm, nên khiến xui mình gặp toàn những người gian dối, bịp lừa, không thật lòng yêu.
Đa số họ chỉ là những kẻ muốn truy tìm và tận hưởng khoái cảm nhục thể, khiến tôi hết lần này đến lần khác nhận lấy biết bao tổn thương. Một phần cũng do tôi là kẻ đa tình lắm dục, nên chiêu mời kẻ có khí chất tương đương tìm tới, rồi tự chuốc lấy thống khổ không ngừng. Tà dâm chính là tự hủy hoại hạnh phúc mình, cũng là nguyên nhân khiến tài lộc quyền bị suy giảm rất lớn. Tà dâm làm giận mây tiêu tan, xui xẻo thường đến, tai họa ập tới liên miên. Đây là lý do vì sao Phật chế giới không được tà dâm, tất cả nhằm để bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta. Mặc dù lắm lúc kẻ tà dâm nhận thấy dường như họ không bị thọ báo, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy giận xui luôn bao trùm, làm gì cũng không thuận, thân thể thường sinh bệnh, nhất là những bệnh tình dục viêm nhiễm nặng. Tóm lại, họ phải lãnh đủ nghiệp chướng trùng trùng. Nếu như có thêm ác nghiệp đời trước ập đến nữa, thì kể như vô phương chống đỡ. Giờ đây tôi thành tâm phát lộ sám hối những tội tà dâm đã tạo trong quá khứ, cũng khẩn thiết khuyên những ai có hạnh tà dâm tương tự tôi, hãy mau cải hối quay đầu, phát nguyện chấm dứt triệt để, không tái phạm. Chỉ có sám hối nghiệp chướng, tuân thủ giới luật Phật ban, nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện mới giúp chúng ta tăng thiện nghiệp, mới khiến đời sống, phẩm hạnh ta thăng tiến, chiêu cảm mọi việc thuận lợi. Do phạm lỗi tà dâm mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn gặp chướng ngại và thống khổ. Do tà dâm xem thường trinh khiết, dễ dàng sống thử và yêu đương bất chính, mà tôi thường mơ thấy cảnh địa ngục. Hồi tưởng lại quá khứ đau buồn, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Té ra tà dâm và yêu đương bất chính là tự hủy hoại, làm giảm phúc lộc quyền của mình ngay trong hiện đời. Chết rồi còn phải xa địa ngục. Sau khi đến với Phật pháp rồi, tôi biết giữ giới, dứt trừ tà dâm, lưu tâm sửa lỗi hướng thiện và hướng được niềm bình an hạnh phúc. Vì vậy mà tôi thu hết can đảm phát lộ, sám hối, nói ra tất cả lỗi lầm của mình. Mong chư vị độc giả lấy đây cảnh giác. Cũng xin khuyên các bằng hữu, ngàn vạn lần không nên đi vào con đường tà dâm, ô trọc, vì đó là vực sâu dìm người vào thống khổ vô biên. Phật tử y. Ích lợi kỳ diệu của việc giới dâm. Tôi là một phụ nữ 39 tuổi, đang công tác tại một xí nghiệp nơi thành phố T, có gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, có con ngoan ngoãn khả ái, còn được cha mẹ luôn quan tâm lo cho, phải nói cuộc sống vô cùng mãn ý. Tôi mới học Phật được một năm. Hồi đầu, khi nhìn thấy hai chữ tà dâm trong giới cấm của Phật, trong lòng tôi luôn cho mình là người tốt, thiện lương, hết dạ chung thủy với chồng, chẳng làm gì dính dáng đến lỗi tà dâm, nên không lưu tâm chi. Thế nhưng theo thời gian, khi tôi học Phật thâm nhập thấm sâu giáo pháp rồi, mới phát hiện ra, thảy đều do mình ngu si không biết, nên lầm cho là mình hay, mình đúng, tự ôm kiến chấp sai lệch, thậm chí đã phạm lỗi mà không hay. Tập khí tà dâm đúng là không thầy mà tự thông. Nhớ lại hồi 17-18 tuổi, có lúc quá hưng phấn, tôi tự thỏa dục, dần dà thành thói quen. Mãi đến lúc kết hôn sinh con rồi mà tật này vẫn chưa từ bỏ. Hồi mới bắt đầu phạm lỗi này, tôi thường áy náy, xấu hổ, cảm thấy mình thật dơ bẩn, hèn hạ. Có lần tôi tình cờ xem cổ thư Trung Quốc thấy ghi, thủ dâm khiến trăm bệnh theo đó phát sinh. Tôi liền hạ quyết tâm từ bỏ. Nhưng xui xẻo là khi lên mạng, tình cờ đọc các bài văn của nhiều chuyên gia viết, thấy họ tuyên bố thủ dâm giúp đời sống vợ chồng thêm phong phú, nào là giúp giải phóng năng lượng cơ thể, giúp giảm stress, giúp giải tỏa ức chế nhu cầu sinh lý, rất tốt cho sức khỏe. Hành vi này hoàn toàn không có gì nguy hại, đây là chuyện bình thường, không có gì phải quảng kinh hay tự trách. Thế là tôi dinh vào mấy lời khuyến khích này mà yên chí, tha hộ bành trướng thói tật, bởi thấy ngay cả các vị có tiếng tăm hiện đại còn cho đây là hành vi hợp lý, bình thường. Nên tôi cứ thực hành, yên tâm nghĩ rằng mình làm vậy không hề phản bội chồng, còn giúp cho đời sống chăn chiếu thêm phong phú. Do vậy mà tôi tiếp tục dâng theo chỉ bảo của các chuyên gia trên mạng, ném phăng tất cả lời dạy cổ thánh tiên hiền, không thèm để ý đến. Sau này, tùy theo tuổi tác ngày càng lớn, tôi mắc nhiều bệnh phụ khoa, âm đạo bị viêm, vân vân. Nhưng tôi không chú ý lắm, bởi cứ đinh ninh rằng
phụ nữ thời nay ai mà không mắc mấy chứng này. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Nữ giới bị bệnh phụ khoa hiện có rất nhiều, cần chỉ phải lưu tâm, lo lắng. Mãi đến sau này, khi cảm thấy hạ thể thường tiết dịch xong mùi xú quế rất khó chịu, tôi mới nghĩ là mình cần vệ sinh tốt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi tắm rửa ngày mấy lần, thay y phục mấy bận, thì tình trạng này vẫn không chuyển tốt. Đến khi học Phật rồi, tôi suýt té ngửa khi hiểu rõ ra thủ dâm chính là tà dâm, là hành vi cực kỳ sai lầm, rất đáng xấu hổ, cần phải dứt bỏ triệt để. Và các chứng bệnh mà tôi đang mắc phải chính là do quả báo của tà dâm, thủ dâm chiêu cảm. Khi đó tôi giống như bị một gậy đánh vào đầu, tâm tư bừng tỉnh. Từ giây phút đó biết thống thiết ăn năn những lỗi đã phạm trước đây. Từ đó tôi hạ quyết tâm triệt để dứt bỏ thủ dâm. Tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ, dứt trừ lỗi ác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay, những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan, biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất là hạ thể không còn xuất hiện mùi hôi. Không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân lẫn tâm, khiến tôi mừng vui khôn xiết. Vì không chỉ thế, dung mạo tôi còn chuyển hóa sáng rỡ. Và điều tôi vui nhất là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ dân giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này, tôi đã thu hết can đảm để viết chuyện của mình ra chia sẻ. Là đệ tử Phật, tất nhiên tôi không nói dối. Xin hãy tin kinh nghiệm mà tôi đích thân trải qua là hoàn toàn chân thực. Tôi tha thiết khuyên các chị em, đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến mà khinh thường những lời dạy, những cảnh báo minh triết cổ xưa. Chúng ta phải thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thủ dâm là hành vi bình thường đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng ít nhất thủ dâm cũng chiêu dời ba ác báo là: 1. Trăm bệnh theo đó phát sinh; 2. Thân phát mùi tanh hôi; 3. Vận khí luôn xui xẻo. Nguyện tất cả chị em phụ nữ đều xa lìa bệnh thật cổ não. Nguyện mọi người đều có được thân thể khỏe mạnh khang kiện, gia đình hạnh phúc. Minh Vũ, 20 tháng 3 năm 2012. Hơn 300 mạng. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoang gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh. Tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy, cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói: "Không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không?" Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi, chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp. Hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc. Vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ, do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô, cho nên từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm. Trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi. Cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở. Ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thực sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10,
thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được nên không bị xâm hại. Khi cô thẩm thấy đến đây thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên. Cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi, chuyện gì khiến em sợ dữ vậy? Cô đáp bằng giọng trẻ thơ, đầy sợ sệt nói, cha đang đánh tôi. Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả, cha hay đánh tôi lắm, ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau. Cô vừa khóc vừa kể. Tôi hỏi tiếp, hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất? Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên, mẹ cư xử thiên vị, không công bằng. Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương, hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới, nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt hai mươi mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn hai năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đã ôm oán hận thâm sâu, vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân. Đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một phụ nữ nông thôn, có hai con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với hai con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét, bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. Hai con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiến sâu về kiếp trước nữa, thì cô thẩm nhìn thấy vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai. Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng, đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ, tâm báo ân, báo oán không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong.
khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai, chuyện ngoài sức tưởng phát sinh. Cô Thẩm nói, hình như có gì đang ở trong ngực, trong não tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rút cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Té ra, tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ, xông vào nhà Khang, giết sạch toàn gia hơn 300 người. Riêng thuộc hạ Khang bị Khánh đâm trúng tim mà chết, còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy, kẻ gá vào ngực hành hạ cô Thẩm chính là Khang. Do hắn bị đâm trúng tim chết, nên bây giờ trả thù bằng cách hành đao nơi ngực. Còn hai vong bị chặt đầu thì gá vào não cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, số thì gá vào tay phải. Vì lúc tàn sát họ, cô cầm gươm bên tay phải. Cô Thẩm đến 8 tuổi mới đi học, nhưng không thể viết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau, là do có liên quan đến vụ đại thảm sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô Thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cô ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận quán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi, sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm quán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt, dẫn theo mấy mươi người, tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết, mà toàn gia ông hơn 100 người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông, hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt, nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ, nên Trương Phú Hộ không hài lòng, đã đuổi cổ hắn. Vì vậy mà hắn ôm hận, kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều Đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi,
Cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo, dù sức tôi kém, nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt, hơn nữa càng báo quán, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành, đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Giáo sư Đặng. Giáo sư Đặng. Giáo sư Đặng. Giáo sư Đặng. Giáo sư Đặng.